các bạn đến với bản tin của ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi xin thông báo về chuyện tình trạng bạo lực ngày hôm nay. Thì theo như báo cáo của những nhân viên thực tập chúng tôi báo rằng tình trạng bạo lực học đường nó sử dụng dao kiếm rất nhiều, đặc biệt là katana. Cho nên là mọi người nên thận trọng với những cái dạng đó, và mong gì những bậc phụ huynh hãy dạy dỗ lại các em, và các em cũng nên tự ý thức là dùng katana là không tốt. Nhưng trong bản tin hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một loại katana hoàn toàn mới, không cần dùng bất kỳ gọi là mài bán gì hết, cho nên cứ yên tâm sử dụng. Thì đó chính là gọi là gì ta? Đây. Vâng, xin cảm ơn nhân viên của tôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quăng này quăng bên. Thì đây chính là katana mới của chúng tôi mới vừa nhập về Việt Nam. Một katana rất là tròn xỉ, vuông vức và không hề dài một miếng nào hết. Rồi, đây là chính là cấp học bên ngoài đó. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cho bạn xem. Đây. Muốn mở cái này các bạn đơn giản thôi, chỉ dùng katana thật, chém một nhát. Quăng đi. Mở. Cảm ơn một vận thanh. Thì đây, đó chính là katana của chúng ta. Đây. Màu Việt Nam. Đây là phần hình dạng của nó. Rất là H hay là H shape hay là W shape gì tôi không biết. Đây. Từ katana. Đây là bản quan tổng quát. Và bên trong có một cái bearing màu vàng gold rất là đẹp. Và chúng ta sẽ giờ mở nó ra. Và chúng ta sợ khi mở nó. Bắt đầu thôi nha. Sắp ra rồi. Tiếp. Ra rồi. Được 2/3 rồi. Chuẩn bị chưa? Ra nè. Bùng. Đây. Phần trong nó gồm có part 90mm bearing màu vàng kim rất là đẹp. Và rất khó để thể gì cái tay thường. Nên tự mở ha. Và bây giờ chúng ta sẽ thì tôi không dám đụng với con này, cho nên chúng tôi sẽ chuyển qua một nhân viên khác của chương trình, đó chính là Hồ Gia Bảo, chuyên gia quảng cáo sản phẩm. Và chào mừng các bạn đã quay lại. Thì chính là các bạn chính là Hồ Gia Bảo, người sẽ cho chúng ta trải nghiệm về con katana này. Sau đây mình sẽ test con katana này nhé. Sorry. Chụp chặt kỹ thuật. Thì khi các bạn sử dụng con katana này, các bạn sẽ có trải nghiệm rất là thú vị. Và bạn sẽ không bao giờ muốn dừng nó lại. Và con này đang chém gió rất là kinh. Ok, yeah. Rồi xong. Tưởng ra GT chứ. Ok, bây giờ sẽ là phần nguy hiểm. Mà cái này chơi horizontal cũng rất tốt nha, chứ không phải tệ gì đâu. Và cái nãy ra chị em phụ nữ rất là thích á. Và sau khi một thời gian trải nghiệm thì nêu cảm giác các bạn khi sử dụng nó.
tuyệt vời. Một yo-yo 30 độ thì thôi mình không bàn cãi về nhiều về chất lượng, nó rất là tuyệt vời. Còn về giá cả thì con này sẽ phù hợp với những bạn nào muốn sở hữu con 30 độ nhưng mà không quá mắc. Giá con này chỉ tầm khoảng 1.800.000 thôi, đúng không? Chắc cũng cỡ đó. 1.800.000 thôi. Cho nên là hãy mau mau ra thế giới Yuzu tại địa chỉ gì mà qua mất tiêu rồi. Chúng mình sẽ đưa link ở phía dưới. Rồi ok. Cho nên là các bạn nhanh tay để đến trải nghiệm Yuzu Katana. Số lượng có hạn nên. Ui. Ừ, cái cách đẹp cái. Ok, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với trường review. Thì sau phần trải nghiệm thì chúng ta sẽ đến với phần kết thúc của video ngày nay. Thì cảm ơn bạn Hồ Sa Bảo đã góp vui chúng ta với video Katana. Và cảm ơn lộn là anh chàng cầm camera nè, cầm camera và tôi trường video. Và mong các bạn thích video này, hãy like, subscribe, comment phía dưới. Và hãy nhớ đừng quên click quay của tôi tại cái channel này. Khi tôi đạt 2000 subscriber, tôi sẽ click quay một con vô metal thấp, rất hấp dẫn, cho nên các bạn đừng bỏ qua nha. Và hãy nhớ câu chữ mong của tôi, like, subscribe, comment để biết nhiều video của tôi hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.